Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nối CB bằng dây dẫn. Đấy, như vậy mạch lúc này gồm là R 123 song song với R 456, đúng không nào? Đấy, vì không có RX 123 song song với R 456. Đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng ôm kế ta đo. Dùng ôm kế đo R tương đương. À, tức là mắc vào hai cái đầu AB để mình đo cái R tương đương của động mạch này. Đó. Tức là ta mắc vào AB. Đó, mà R tương đương của cái mạch gồm có cái nhánh 123 song song với nhánh 456 thì mình sẽ có là 1 trên R 123. R tương đương ấy. Mình gọi R tương đương này là R tương đương 1 đi ha. Được không? Đấy, R tương đương 1 sẽ bằng 1 trên R 23 cộng với 1 trên R 456, đúng không? Đúng chưa? Đó. Rồi, mình có một phương trình. Đó. Tiếp tục ta nối A với C bằng dây dẫn. Nối A với C bằng cái dây dẫn. Thì lúc đó mình sẽ có cái mạch này sẽ gồm cái gì? Là RX song song với R456, đúng không? Và mình sẽ có, mình lấy cái ôm kế mình đo thì mình lúc này mình sẽ có R tương đương 2 sẽ bằng 1 trên RX cộng với 1 trên R456. Đó là mình có phương trình số 2. Nối A với B bằng dây dẫn. Thì cái mạch lúc này sẽ gồm R 123 song song với RX. Đó, thì mình cũng sẽ có là R tương đương 3. 1 trên R tương đương 3 mình sẽ đo thì bằng 1 trên RX cộng 1 trên R 123. Đó. Và mình có phương trình số 3. Ta rút 1 trên R 456. À, ta rút 1 trên R 123. Ta rút 1 trên R 123 và 1 trên R 456 ở phương trình một và hai, ta thay vào phương trình ở phương trình hai và ba ta thay vào phương trình một, được không? Như vậy lúc này phương trình một sẽ tương đương với cái gì? Bên này chúng ta sẽ có một trên r tương đương một sẽ bằng r trên 123 thì mình sẽ lấy từ phương trình ba, như vậy nó sẽ là bằng một trên r tương đương ba trừ đi 1 trên R X, đúng không? Rồi cộng cho R 456. 456, 1 trên R 456 thì mình sẽ rút từ phương trình 2, như vậy nó sẽ là bằng 1 trên R tương đương 2 trừ cho 1 trên R X. Đó, như vậy phương trình này bây giờ chỉ còn một ẩn là R X thôi. Còn R 1, R tương đương 1, R tương đương 2 và R tương đương 3, là mình đo bằng cái ôm kế nó sẽ báo cho mình rồi, đúng không? Đấy, như vậy từ đây em rút ra R X sẽ bằng gì? Mình biến đổi phương trình này xem RX sẽ bằng gì. Ta chuyển hết RX qua một vế đây ha. Thì chỗ này sẽ là trừ 2 RX, thì chúng ta chuyển qua vế thì nó sẽ thành là 2 trên RX. Còn chuyển hết mấy còn lại qua vế bên phải thì mình sẽ có là 1 trên R tương đương 3 cộng với 1 trên R tương đương 2 và trừ cho 1 trên R tương đương 1, đúng không? Đó. Như vậy từ đây thì mình suy ra RX thôi. RX sẽ bằng 2 chia cho cái này, đúng không? Chia 1 trên R tương đương 3 cộng 1 trên R tương đương 2 và trừ 1 trên R tương đương 1. Đó là xong. Như vậy là mình tính được RX có 49. Trong một hộp kín X có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị là R0,
người ta đo điện trở giữa hai đầu dây hai đầu cái điểm 2 và 4 á, thì cho kết quả là R24 là bằng 0. Sau đó lần lượt đo điện trở các cặp đầu dây còn lại cho ra kết quả là R23 là bằng R14, bằng R12 bằng R14 bằng R23 bằng R34 và bằng 5R0 chia 3. Và R13 thì bằng là 2R0 chia 3. Bỏ qua điện trở các dây nối, hãy xác định cách mắc đơn giản nhất các điện trở trong cái hộp kín này. Ta thấy nè. Ta thấy R13 bằng 2R0 trên 3 là nhỏ hơn R0, cho nên nó là vượt mạch các R0 song song với nhau. Đúng không nào? Đấy. Mà để đơn giản thì ta sẽ ta giả sử mạch R13 có hai nhánh. Đơn giản nhất thì mình chọn hai nhánh các em, đúng không? Hai nhánh song song. Và nhánh 1 thì có M điện trở. Nhánh 2 có N điện trở. Đó. Như vậy suy ra điện trở tương đương, tức là R13 sẽ bằng nhánh 1 có M điện trở, thì có nghĩa là điện trở tương đương của nó sẽ là gì các em? Là MR0 đúng không? Và nhánh 2 sẽ là NR0. Như vậy hai nhánh này mà song song với nhau thì mình sẽ có là MR0 nhân với NR0 chia cho MR0 cộng NR0. Được không? Đấy, chỗ này chúng ta rút gọn bớt cái R0 đi thì còn là M nhân N nhân với R0. Rút gọn cái R0 ở dưới mẫu luôn nha. Như vậy dưới mẫu còn M cộng N thôi. Đó. Và thêm đề bài cho thì bài này sẽ cái điện trở tương đương này là bằng 2R0 trên 3. Đấy, từ đây mình rút gọn luôn cái R0 đi. Và từ đây suy ra M nhân với N 3M nhân với N 3M suy ra 3M nhân với N thì sẽ bằng 2M cộng N. Đó. Và đơn giản nhất thì bây giờ chúng ta có thể chọn M bằng 1, đúng không? Cái mạch đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Thì ta chọn cho M bằng 1 đi. M mà bằng 1 thì N bằng mấy? N bằng 2. M bằng 1 thì N bằng 2. Đó. Như vậy suy ra cái mạch R13 sẽ đơn giản như thế này thôi. Đó là cái mạch ở trên là có một điện trở R0 và song song với cái mạch ở dưới là có hai cái R0 nối tiếp với nhau. Đó, R13. Được chưa nào? Đấy, là mạch đơn giản nhất rồi. Đúng không? Rồi. Tiếp theo thì ta thấy là gì? Cái R14 và 23 và 34 12 nữa là bằng 5R0 trên 3. Đó, tiếp theo ta thấy R12 bằng R23 bằng R14 bằng R23 và bằng R34 bằng R14 bằng R23 bằng R24. Đúng không? R34 bằng R34 và bằng 5R0 trên 3. Đúng chưa? 5R0 trên 3. Thì ta tách cái này ra, có phải 5R0 trên 3 chính là bằng R0 cộng với lại là 2R0 trên 3 không? Đó. Như vậy suy ra các mạch này có phải là gồm R0 mà nối tiếp với cái mạch 13 không? Mạch R13. Là mình sẽ vẽ cái mạch R13 ra ha. Đấy, mình sẽ vẽ R13. Vẽ lại cái R13 nhé. R13 nè. Đầu tiên mình vẽ R13 ra. Đó, đây là R13. Đúng không các em? R13. Đó, là số 2 nè.
Số 2 mà nếu mà chúng ta cho đây là số 4 thì sẽ như thế này. 1 2 đâu? 1 2. Bài 50 cho cái mạch điện như sơ đồ. R1 bằng 16. R1 bằng 16. Hay điểm A nhé. Rồi cho mạch điện nhìn sơ đồ. R1 bằng 16, R2 bằng R3 bằng 24 ohm, R4 là một biến trở bỏ qua điện trở của các dây nối, đặt vào hai đầu AB một cái điện áp là 48V, mắc vào hai điểm CD một cái vôn kế có điện trở rất lớn, điều chỉnh R4 bằng 20 ohm, tìm số trị của vôn kế, cho biết cực dương của vôn kế phải mắc vào điểm nào. Là nó nằm ở chỗ giữa cái R1 và R2 đấy. Đó. CD là nằm giữa R1 và R2. Tức là C thì nằm giữa R1 và R2, còn D thì nằm giữa R3 và R4. CD. Đó, người ta bây giờ chúng ta sẽ mắc vào đây một cái vôn kế. Đó. Rồi. Các bạn nào đã làm bài này chưa? Mắc vào đây một cái vôn kế và người ta yêu cầu tính số trị vôn kế, nghĩa là mình đo hiệu điện thế CD đó các em, UCD. Đó. Mà UCD thì các em tính theo cái hiệu điện thế thì chúng ta có UCD sẽ bằng là UCA cộng với UAD. Chúng ta tách ra như thế, hoặc là UCD là bằng UCB cộng với UBD. Đó, tính chất cộng của hiệu điện thế. UCA có nghĩa là nếu mà dòng điện, chúng ta giả sử dòng điện đi như thế này thì UCA là bằng trừ U1, còn UAD chính là bằng U3, đúng không? Như vậy nếu chúng ta tính được U1 và U3 thì chúng ta tính được UCD, hoặc bên này chúng ta tính được U2 và U4 thì mình cũng sẽ tính được cái UCD. Nào, đầu tiên chúng ta có R12 là bằng gì? Bằng R1 cộng R2. Các em thay số vào, R1 là 16, R2 là 24, như vậy là bằng 40 ohm. Đó. Rồi, suy ra Y12 thì chính là bằng UAB chia cho R12, tức là bằng 48 chia cho 40 là bằng mấy? Bằng 1,2 đúng không? 1,2 ampe. Và cái Y này chính là bằng Y1 luôn kìa. Thì đây em sẽ tính ra được U1 là bằng Y1 nhân với R1. 1,2 nhân với 16 là bằng 19,2. Rồi, tương tự như vậy, các em tính R34 là bằng R3 cộng với R4. Các em thay số vào, 24 cộng với 20 là bằng 44. Đúng không? Rồi, từ đây em cũng tính ra được Y34 là bằng UAB chia cho R34. Thay số vào, 48 chia 44 12/11. U3 chính là bằng Y3 nhân R3. 12/11 nhân với 24 bằng 288/11, tức là khoảng là 26,2. Đó. Và theo lập luận của mình ở bên này, tức là lúc đó chúng ta sẽ tính được cái UCD. Chúng ta suy ra UCD là bằng trừ U1 cộng với U3. Đấy, thì bằng là trừ 19,2 cộng với 26,2 thì gần bằng, gần bằng 7 đúng không em? 7V. Đó, gần bằng 7V. Đúng chưa? Đấy, 7V có nghĩa là gì? Suy ra mà UCD thì bằng
U hiệu điện thế có nghĩa là hiệu điện hiệu tức là trừ, tức là điện thế của điểm điểm C trừ đi điện thế của điểm D. Gam gam. Như vậy là điện thế của điểm điểm C trừ điện thế của điểm D là bằng 7, tức là lớn hơn 0. Lớn hơn 0 có nghĩa là điện thế của điểm C lớn hơn điện thế của điểm D. Như vậy em phải mắc cực dương vào cái điểm có điện thế lớn hơn. Đấy, mắc cực dương vào điểm C. Người ta hỏi là mắc cực dương vào điểm nào thì mình chọn mắc cực dương vào điểm C. Câu B. Điều chỉnh biến trở cho đến khi vôn kế chỉ số 0. Tìm hệ thức giữa điện trở R1, R2, R3, R4 và tính R4. À, ta có nè. À, vôn kế chỉ số 0. Thì chứng tỏ là lúc đó UCD là bằng bằng 0. UCD bằng 0 có nghĩa là U3 bằng U1. Rồi, thì suy ra hay là tương đương I3 nhân R3 thì bằng I1 nhân R1. I3 là bằng UAB chia cho R34. Đây thầy ghi luôn là R3 cộng R4 nhé. Rồi U đây là nhân, đây là Y nhé. Y nhân với R3. I1 là bằng UAB chia cho R2 cộng R1 đúng không? R1 cộng R2. Đó, và nhân với R1. Rồi mình sẽ rút gọn hai cái UAB đi. Mình thay số vào thì ta xem lại cái số. R1 là 16, R2 và R3 là bằng 24. Rồi, thay số vào. 24 chia cho 24 cộng R4. Bên này là 16 trên 16 cộng 24. Rồi từ đây các em tính ra R4. Rồi R4 bằng 36 ohm. Chúng ta sẽ qua bài 51. Cho mạch điện như hình vẽ, cho điện trở R1 là bằng 2A, R2 là 4A, R3 là bằng A. X là một cái phần tử phi tuyến tức là dòng điện chạy qua nó thì phụ thuộc theo một cái định luật tuyến tính, có nghĩa là nó tỷ lệ thuận các em, tỷ lệ thuận. Ví dụ như y bằng u bằng y nhân r gọi là tỷ lệ thuận, hay là s bằng v nhân t người ta gọi là tuyến tính. Còn phi tuyến có nghĩa là nó không có tỷ lệ thuận, nó tỷ lệ hầm bậc 2 bậc 3 ví dụ như thế thì gọi là phi tuyến, được không? Đó. Rồi, tuân theo cái quy luật là dòng điện chạy qua nó phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu phần phần tử theo một cái quy luật là Ix thì bằng alpha nhân với u mũ 3. Đó. Với alpha là một cái hệ số có đơn vị là ampere chia cho V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện và công suất tiêu thụ trên mạch X theo alpha và A khi dòng điện qua điện kế G bằng 0. À, dòng điện qua điện kế G bằng 0 thì đây là mạch cầu cân bằng đúng không em? Mạch cầu cân bằng nó giống như cái bài hồi nãy. Có nghĩa là điện thế tại hai cái điểm C và D bằng nhau. Đó, điện thế tại hai điểm CD bằng nhau. Nghĩa là UCD bằng 0. Đấy. Chúng ta đặt UABCD như vậy cho nó dễ. Rồi, các em sử dụng cái mạch cầu cân bằng để chúng ta giải ra RX thôi, tính RX. Ta có nè. Ta thấy nè. À, vì hay là ghi vì đi. Vì cái dòng điện qua điện kế bằng 0. Vì dòng điện qua điện kế bằng 0. Thế nên suy ra từ chỗ này chúng ta có U1 bằng U3 và U2 thì bằng UX. Đấy. I1 nhân R1 thì bằng I3 nhân nhân R R3. Đúng không? Đấy. Thì tương đương I1 là bằng UAB chia cho R1 cộng với R2 nhân R1. Cái này là I3 nhân với R3. I3 thì chúng ta sẽ để nguyên nhé. Để nguyên. Đấy. Vì thầy muốn tính I3 cho nó bằng Ix mà. Thì đây suy ra I3. I3 là bằng UAB chia cho R1 cộng R2 và R3 nhân với R3, đúng không? Đó, chúng ta sẽ thay số vào.
Không thôi để tí nữa thay số sau. Đấy, để tí nữa thay số sau. Mà Y3 thì bằng Ix. Đấy, Y3 bằng Ix. Cho nên chúng ta sẽ dùng Y3 bằng Ix. Như vậy suy ra và suy ra P, Px sẽ bằng Ix nhân với Ux, tức là bằng Y3 nhân với U2. Đúng không? Đây, U2 là bằng Ix, U2 là bằng Ux này các em. Thay hết vào thì chúng ta sẽ có là UAB chia cho R1 cộng R2 nhân với R3 nhân với U2. Đó. Được không? U2 có chưa? U2 thì chính là bằng gì? U2 chính là bằng Y2 nhân với R2. Được không? À, như vậy chỗ này chúng ta ghi là và đây ha. Và nhé. Đây, và U2 thì bằng Y2 nhân R2, tức là bằng UAB trên R1 cộng R2 nhân với R2. Đó. Cho nên chỗ này U2 thầy sẽ thay vào luôn là bằng UAB nhân với R1 cộng R2 nhân với R2. Đó chính là U2. Được chưa? Chúng ta có UAB bình phương. R2 là bằng gì? R2 là bằng 4A. R1 là 2A, R2 4A và R3 là bằng A. Như vậy là 4A. Ở dưới này mình sẽ có R1 cộng R2 là 2A cộng với 4A. Đúng không? Là 6A. R1 cộng R2 là 6A. Đấy. 6A với bên này có 6A nữa là 6A bình phương là bằng 36A bình phương. 36A bình phương nhân với R3. R3 là bằng A. Được chưa? Đó. Rút gọn đi. Rút gọn được cái gì? A với A. Đúng không? Đấy. Còn bây giờ người ta yêu cầu tính cái P này theo alpha nữa. Cái góc alpha thì nó sẽ nằm ở đâu? Góc alpha thì ta có công thức Ix thì bằng alpha nhân với U mũ 3. Ix mũ 3. Đó. Mà Ix thì bằng alpha nhân với Ux mũ 3.